Và đây là cách app CarRide trong lốc Food mà vẫn được Rodman, mà có thể bạn chưa biết test cho mấy ông xem nha. Bây giờ các bạn sẽ nhắn vào. Đó, đầu tiên mình sẽ đổi sang cái cây Sport City đi mấy ông, tại vì cái đó nó có tele. Đấy, chạy thật nhanh nha mấy ông. Đấy, mất công là hụt thì lại ú uể. Đấy, rồi. Đầu tiên các bạn nhắn vào. Đấy, sau khi mà đang tải bản đồ như thế này, các bạn chỉ cần chạy thật nhanh về. Đó, sau đó các bạn tele vào, ngồi vào cái ghế. Đấy. Thì lúc này thì nó sẽ bắt đầu cái ride của mình. Đó, các bạn lưu ý nha. Đấy, chào mừng rồi em tâm kích. Đó, ok chưa? Lúc này là người khác đã tele vào ride rồi. Các bạn chỉ cần đứng ở đây. Thì các bạn vẫn có cái những cái mà biểu hiện để mà biết các bạn có đang đi ride hay không á. Chẳng hạn như là không thể nhảy cao nè, đó. Không dùng haki quan sát được nè.